Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lào. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn khi ông bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit sáng nay chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm tại quảng trường nhà Quốc hội ở thủ đô Viêng Chăn. Chủ tịch nước Tô Lâm nhận hoa từ các em thiếu nhi, sau đó cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Sisulit di chuyển đến vị trí danh dự quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Lào, trước khi đội trưởng đội danh dự Lào mời Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisulit dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận các biện pháp làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện song phương. Chủ tịch nước Tô Lâm đến Viêng Chăn sáng nay, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào ngày 11-12-7 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisulit. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi giữ cương vị mới. Việt Nam, Lào thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962. Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất của Lào. Hiện có 255 dự án đầu tư tại nước này với tổng vốn 5,5 tỷ đô la Mỹ. Sau khi kết thúc lịch trình tại Lào, Chủ tịch nước sẽ thăm cấp nhà nước Campuchia. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hồng Việt cho hay chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện thông điệp Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Lào và Campuchia. Chuyến thăm khẳng định sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa ba nước là dịp để các lãnh đạo rà soát những thỏa thuận cấp cao, lĩnh vực hợp tác và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới. Sự kiện sẽ đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam, Lào. Việt Nam, Campuchia, tăng cường đoàn kết giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và ASEAN, theo Thứ trưởng Việt. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.